cha mẹ lo âu và vật ngoài cổng trường đợi con thi vào lớp 10 chuyên. Đưa con đi thi lớp 10 chuyên từ tờ mờ sáng, hàng ngàn phụ huynh vật vả, hồi hộp ngoài cổng trường, đợi con làm bài thi. Sáng nay, ngày 12 tháng 7, các thí sinh dự thi lớp 10 Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên và Trung học Phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức làm bài thi ngữ văn vòng 1. Năm 2020, tỷ lệ chọi cao nhất của Trung học Phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn gần 1/17. Tỷ lệ chọi cao nhất Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên là 1/7.9. Bước vào kỳ thi cam go với tỷ lệ chọi cao gấp ngưỡng, không chỉ thí sinh mà phụ huynh cũng căng thẳng hồi hộp. Lo lắng, thấp thỏm, hồi hộp là tâm trạng chung của hàng ngàn phụ huynh đang ngồi vật vã khắp sân trường, nghỉ hè đợi con thi vào lớp 10 chuyên. Thời tiết oi nóng, nhưng nhiều phụ huynh vẫn gác lại mọi công việc ngồi đợi con cả buổi sáng trước trường thi. Phụ huynh luôn túc trực, đồng hành để con yên tâm làm bài. Phụ huynh ngồi bệt ngay phía ngoài sân trường đợi con thi. Chị Nguyễn Thị Thanh, Đống Đa, Hà Nội, có con thi vào lớp chuyên tinh Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên cho biết, dù nhà gần trường, nhưng hôm nay, chị và con trai vẫn dậy từ hơn 5 giờ sáng để chuẩn bị đầy đủ bút mực, thẻ dự thi, ăn sáng và không quên thắp hương gia tiên cầu chúc cho con có một kỳ thi thuận lợi. Chị Nguyễn Thanh Thủy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, thấp thỏm đợi con thi chuyên địa vào Trung học Phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn. Chị Thủy chia sẻ, cũng giống như bao phụ huynh khác có con đi thi, chị không khỏi hồi hộp, lo lắng. Không chỉ lo con có làm được bài hay không, mà còn lo cho sức khỏe của con khi phải thi nhiều ngày liền trong điều kiện nắng nóng. Sao bản thân chị không đặt nặng áp lực mà luôn động viên để con có tâm lý thoải mái nhất khi bước vào kỳ thi. Phụ huynh tranh thủ đọc sách giết thời gian đợi con ngoài trường thi. Âm thầm đồng hành bên các sĩ tử trong suốt kỳ thi, không chỉ là phụ huynh mà luôn không thể thiếu những tình nguyện viên áo xanh,